Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Các em thân mến, ở trong nội dung video này, mời các em chúng ta tiếp tục làm bài tập trong cuốn bài tập tuần toán 3, tập 2, biên soạn theo chương trình sách giáo khoa, kết nối tri thức với cuộc sống các em nhé. Chúng ta đến với bài tập tuần 28, nội dung phép cộng trong phạm vi 100.000, phép trừ trong phạm vi 100.000, luyện tập chung. Phần A lớn kiến thức trọng tâm thì các em cần nắm chắc cho thầy hai nội dung kiến thức trọng tâm. Một, phép cộng trong phạm vi 100.000 và hai, phép trừ trong phạm vi 100.000. Thì nguyên tắc thực hiện phép tính cộng hay là phép tính trừ, việc đầu tiên là các em phải biết đặt tính. Các em đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau, số đơn vị thẳng số đơn vị, số chục thẳng số chục, số trăm thẳng số trăm, số nghìn thẳng số nghìn và số chục nghìn thẳng số chục nghìn nhé. Đó. Thêm nữa là khi mà chúng ta đặt tính xong rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cộng hoặc là trừ lần lượt từ phải sang trái. Nếu có nhớ các em phải lưu ý nhớ vào các em nhé. Thế thì để các em rõ hơn thì bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển sang mục B lớn phần bài tập để chúng ta rèn luyện cái phần đặt tính cộng trừ nhé. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Tổng của 45.000 và 32.000 là bao nhiêu? Thế thì câu này tổng thì chúng ta thực hiện phép cộng. Và khi cộng ở đây chúng ta có thể nhẩm được nhé. 45.000 cộng 32.000 thầy sẽ nhẩm như sau. Thầy sẽ nhẩm là 45 cộng 32 thì sẽ bằng 77. Như vậy 45.000 cộng 32.000 sẽ bằng 77.000. Thầy chọn đáp án A. Câu trắc nghiệm 2, hiệu của 60.834 và 43.752 là bao nhiêu? Để tìm hiệu chúng ta sẽ làm phép tính trừ em nhé. Chúng ta đặt tính trừ ra nháp nào. Đặt tính các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái. 4 trừ 2 bằng 2 viết 2. 3 không trừ được 5 thì ta lấy 13 trừ 5 bằng 8 viết 8 nhớ 1. 8 trừ đi 1 bằng 7, 7 trừ đi 7 bằng 0 viết 0. 0 không trừ được 3, ta lấy 10 trừ 3 bằng 7 viết 7 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5, 5 trừ 4 bằng 1 viết 1. Như vậy ta được kết quả là 17.082. Chúng ta chọn đáp án D. Câu trắc nghiệm 3, giá trị của biểu thức 75.582 trừ 43.281 cộng 18.439 là bao nhiêu? Thì những bài tập tính giá trị biểu thức mà chỉ có phép tính cộng, phép tính trừ thôi thì các em cứ thực hiện lần lượt từ trái sang phải nhé. Tức là ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ trước nào. Ta thực hiện đặt tính 75.582 trừ 43.281. 2 trừ 1 bằng 1 viết 1, 8 trừ 8 bằng 0 viết 0, 5 trừ 2 bằng 3 viết 3, 5 trừ 3 bằng 2 viết 2, 7 trừ 4 bằng 3 viết 3. Như vậy sau khi trừ xong thì đến đây ta được là 32.301 cộng với 18.439. Chúng ta sẽ lại đặt tính nhé. 32.301 cộng 18.439 cộng lần lượt từ phải sang trái. 1 cộng 9 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 0 thêm 1 bằng 1. 1 cộng 3 bằng 4 viết 4. 3 cộng 4 bằng 7 viết 7. 2 cộng 8 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4. 4 cộng 1 là 5 viết 5. Như vậy ta được kết quả của giá trị biểu thức này cuối cùng sẽ là, kết quả cuối cùng của biểu thức này sẽ là 50.740. Chúng ta chọn cho thầy là đáp án B nhé. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 4. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là, chúng ta sẽ cùng thực hiện các phép tính này để mình sẽ so sánh các kết quả với nhau nhé. Phép tính ở đáp án A này, 35.681 cộng 25.000
136. Chúng ta cộng lần lượt từ phải sang trái nhé. 1 cộng 6 bằng 7 viết 7 này. 8 cộng 3 bằng 11 viết 1 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. 7 cộng 1 bằng 8 viết 8. 5 cộng 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 4 cộng 2 bằng 6 viết 6. Như vậy, phép tính cộng này ta được kết quả là 60.817. Chúng ta sẽ ghi kết quả phụ ở dưới này để chúng ta tiện so sánh nhé. 60.817. Phép tính ở đáp án B, 71.596 trừ 8.438. Các em nhớ là đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau. Trừ lần lượt từ phải sang trái nào. 6 không trừ được 8, ta lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 9 trừ 1 bằng 8, 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 5 trừ 4 bằng 1, viết 1. 1 không trừ được 8, ta lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, viết 6. Như vậy, ta được kết quả là 63.158. Chúng ta sẽ ghi kết quả phụ vào đây. 63.158. Phép tính tiếp theo, 41.583 cộng 8.382. Sau khi đặt tính các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau rồi thì chúng ta sẽ cộng lần lượt từ phải sang trái. 3 cộng 2 bằng 5 viết 5. 8 cộng 8 bằng 16 viết 6 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6. 6 cộng 3 bằng 9 viết 9. 1 cộng 8 bằng 9 viết 9. 4 hạ 4 viết 4. Như vậy ta được kết quả là 49.965. Phép tính tiếp theo, 83.584 trừ 20.637. Chúng ta thực hiện lần lượt từ phải sang trái. 4 không trừ được 7, ta lấy 14 trừ 7 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 5 không trừ được 6, ta lấy 15 trừ 6 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, 2 trừ 0 bằng 2, viết 2. 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. Như vậy ta được kết quả là 62.947. Quay trở lại đề bài hỏi chúng ta là phép tính có kết quả lớn nhất là. Thì ở đây chúng ta sẽ so sánh các kết quả này này. Các kết quả đều là số có 5 chữ số thì chúng ta sẽ so sánh các cặp chữ số cùng hàng từ trái sang phải đúng không? Tức là so sánh các chữ số chục nghìn trước. Chữ nghìn đây là 6 này, đây là 6, đây là 4, đây là 6. Thì 6 lớn hơn rồi đúng không? 6 lớn hơn 4 rồi, loại đáp án C này. Tiếp theo, chữ số chục nghìn là 3 đáp án A, B, D đều là 6. Chúng ta so sánh đến tiếp số nghìn. Số nghìn đây là 0, số nghìn đây là 3, số nghìn đây là 2. Vậy số nghìn đây là lớn hơn rồi. Chúng ta sẽ chọn kết quả 63.158 là kết quả lớn nhất nhé. Câu 4 chọn đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 5. Hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số là. À bây giờ các em phải xác định cho thầy là số nào là số lớn nhất có 5 chữ số. Thì nó chính là gì? À, nó toàn là các chữ số 9 đúng không? Nó là 99.999 là số lớn nhất có 5 chữ số rồi này. Tiếp theo số nhỏ nhất có 4 chữ số là gì? À nó chính là số 1.000. Bây giờ chúng ta thực hiện trừ đi. Đặt tính thẳng cột rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái thôi. 9 trừ 0 bằng 9 viết 9. 9 trừ 0 bằng 9 viết 9. 9 trừ 0 bằng 9 viết 9. 9 trừ 1 bằng 8 viết 8. 9 hạ 9 viết 9. Như vậy, hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số là 98.999. Chúng ta chọn đáp án B. Thầy cho chúng ta cùng đến với câu trắc nghiệm 6, đề bài như sau. Năm ngoái, huyện An Bình trồng được 12.300 cây phi lao. Năm nay trồng được nhiều hơn năm ngoái 8.000 cây. Số cây phi lao cả 2 năm huyện An Bình trồng được là. Ở trong bài này, đề bài hỏi chúng ta là cả 2 năm. Cả 2 năm tức là mình sẽ phải đi tính tổng đúng không? Của năm ngoái và năm nay. Thế thì năm ngoái đề bài lại cho chúng mình biết, năm nay chưa có biết đâu đúng không ạ? Vậy thì thầy cho mình sẽ phải làm hai bước tính em nhé.
Bước tính 1 đó là chúng ta phải đi tính số cây trồng được ở năm nay đúng không? Bước 1 này. Và bước 2 thì chúng ta mới tính tổng được đúng không? Bước 2 là tính tổng. Chúng mình sẽ lấy số cây villa của năm ngoái cộng với số cây villa của năm nay thì mình sẽ ra tổng của cả hai năm nhé. Bây giờ để tính được số cây phi lao của năm nay thì thầy sẽ vẽ sơ đồ cho anh em dễ hình dung hơn nhé. Nào, có sơ đồ như sau. Năm ngoái thì mình biết rồi này. Năm ngoái thì thầy sẽ vẽ một đoạn thẳng thể hiện 12.300 cây nhé. Đoạn này thể hiện này, tượng trưng cho 12.300 cây này. Tiếp theo, năm nay trồng được nhiều hơn năm ngoái, như vậy thì cái đoạn thẳng thể hiện của năm nay nó sẽ phải là dài hơn. Năm nay trồng được nhiều hơn thì cái đoạn thẳng năm nay nó phải dài hơn đúng không? Dài hơn như thế này chẳng hạn. Và ta dùng thước ta gióng thẳng của năm ngoái xuống thì ta sẽ nhìn được cái đoạn năm nay nó nhiều hơn, chính là ứng với 8.000 cây. Như vậy thì bước 1 các em có tính được năm nay không? Bước 1 phép tính là gì? Ta sẽ lấy của năm ngoái là 12.300 cây cộng với 8.000 cây, đúng không? Nào, chúng ta sẽ có ngay bước 1 nhé. Ta lấy 12.300 này, ta cộng với 8.000. Nào, chúng ta đặt tính cộng nhé. Ta tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau rồi, sau đó mình cộng lần lượt từ phải sang trái. 0 cộng 0 bằng 0 viết 0. 0 cộng 0 bằng 0 viết 0. 3 cộng 0 bằng 3 viết 3. 2 cộng 8 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2 viết 2. Như vậy năm nay huyện An Bình trồng được là 20.300 cây đúng không? Vậy thì cả 2 năm ta sẽ lấy của năm ngoái là 12.300 cây cộng với của năm nay vừa tìm được là 20.300 cây. Nào, chúng ta cộng lại nhé. Cộng lần lượt từ phải sang trái. 0 cộng 0 bằng 0 viết 0. 0 cộng 0 bằng 0 viết 0. 3 cộng 3 bằng 6 viết 6. 2 cộng 0 bằng 2 viết 2. 1 cộng 2 bằng 3 viết 3. Như vậy tổng của 2 năm ta được 32.600 cây. Chúng ta chọn đáp án ở câu 6 này là đáp án D. Như vậy chúng ta đã xong phần trắc nghiệm của tuần 28 rồi. Tiếp theo chúng ta chuyển sang hai lớn phần tự luận nào. Bài 1 tính. Đề bài đã đặt tính sẵn cho chúng ta rồi thì chúng ta sẽ chỉ thực hiện là với cộng trừ, thực hiện từ phải sang trái nhé. 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. 7 cộng 7 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8. 2 cộng 7 bằng 9, viết 9. 1 cộng 5 bằng 6 viết 6. Như vậy phép cộng 12.478 cộng 57.371 ta được kết quả là 69.849. Tiếp theo nào, 61.254 cộng 29.216 cộng lần lượt từ phải sang trái nào. 4 cộng 6 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6. 6 cộng 1 bằng 7 viết 7. 2 cộng 2 bằng 4 viết 4. 1 cộng 9 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7. 7 cộng 2 bằng 9 viết 9. Như vậy ta được kết quả 90.470. Phép cộng tiếp theo, 51.823 cộng 24.659. 3 cộng 9 bằng 12 viết 2 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 3 cộng 5 bằng 8 viết 8. 8 cộng 6 bằng 14 viết 4 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2. 2 cộng 4 bằng 6 viết 6. 5 cộng 2 bằng 7 viết 7. Như vậy ta được kết quả là 76.482. Tiếp theo là phép tính trừ, thực hiện lần lượt từ phải sang trái nhé. 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5. 5 trừ 4 bằng 1 viết 1. 5 trừ 2 bằng 3 viết 3. 1 không trừ được 7, ta lấy 11 trừ 7 bằng
4, viết 4, nhớ 1. 8 trừ 1 bằng 7, 7 trừ 5 bằng 2, viết 2. Như vậy ta được kết quả là 24.314. Tiếp theo, 54.679 trừ 36.189. 9 trừ 9 bằng 0, viết 0. 7 không trừ được 8. Ta lấy 17 trừ 8 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 6 trừ 1 bằng 5. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. 4 không trừ được 6, ta lấy 14 trừ 6 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, 4 trừ 3 bằng 1, viết 1. Như vậy ta được kết quả là 18.490. Vậy là thầy trò mình đã xong bài 1 rồi các em ạ. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy đến với bài tự luận 2, đặt tính rồi tính. Phép tính đầu tiên, 21.478 cộng 43.107. À, chúng ta đặt tính nhé. Các em dựa ở phần đặt tính ở trong bài 1 đấy các em. Chúng ta đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng phải đặt thẳng cột với nhau các em nhé. 21.478 cộng 43.107. 8 cộng 7 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, 8 cộng 0 bằng 8, viết 8. 4 cộng 1 bằng 5, viết 5. 1 cộng 3 bằng 4, viết 4. 2 cộng 4 bằng 6, viết 6. Như vậy ta được kết quả là 64.585. Theo cộng tiếp theo, 14.567 cộng 26.325. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, 7 cộng 2 bằng 9, viết 9. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, viết 4. Như vậy ta được kết quả là 40.892. Phép tính tiếp theo, 58.632 trừ 25.614. Chúng ta thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái. 2 không trừ được 4, ta lấy 12 trừ 4 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1. 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Như vậy ta được kết quả là 33.018. Phép tính tiếp theo, 87.454 trừ 53.928. Các em nhớ là đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau. Khi thực hiện cộng trừ thì mình làm lần lượt từ phải sang trái. 4 không trừ được 8, ta lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. 4 không trừ được 9, ta lấy 14 trừ 9 bằng 5, viết 5, nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. Như vậy ta được kết quả là 33.526. Chúng ta đã xong bài tự luận 2 rồi. Tiếp đến là bài tự luận 3, tính nhẩm. 60.000 cộng 30.000 thì thầy sẽ nhẩm như sau. 60 cộng 30 thì bằng 90. Như vậy 60.000 cộng 30.000 sẽ bằng 90.000. Tiếp đến nào, 55.000 cộng 9.000 thầy sẽ nhẩm như sau. 55 cộng 9 thì bằng 64. Như vậy 55.000 cộng 9.000 sẽ bằng 64.000. Tiếp theo, 80.000 trừ 20.000 thầy sẽ nhẩm như sau. 80 trừ 20 bằng 60. Như vậy 80.000 trừ 20.000 sẽ bằng 60.000. Phép tính cuối cùng nào, 37.000 trừ 8.000 thầy sẽ nhẩm như sau. 37 trừ 8 bằng 29. Như vậy 37.000 trừ 8.000 sẽ bằng 29.000.
Chúng ta đã xong bài tự luận 3 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 4. Tính giá trị của biểu thức. Biểu thức đầu tiên chúng ta thấy rằng là có phép tính cộng và phép tính trừ. Thì các em cứ thực hiện lần lượt từ trái sang phải thôi nhé. Ở trong biểu thức này thì hoàn toàn các em cũng có thể nhẩm được đấy. 13.000 cộng 28.000 thì thầy sẽ nhẩm là 13 cộng 28 sẽ bằng 41, đúng không? Như vậy ta được 41.000, sau đó trừ đi 36.000. Các em nhẩm được tiếp không? 41.000 trừ 36.000 thì thầy sẽ nhẩm là 41 trừ 36 sẽ bằng 5. Như vậy 41.000 trừ 36.000 sẽ bằng 5.000. Biểu thức tiếp theo là biểu thức này là cũng là phép tính cộng, trừ và cộng. Thì mình cứ lần lượt từ trái sang phải thôi. Ở đây bắt đầu nó khó hơn một chút xíu thì thầy cho mình sẽ đặt tính cho nó cẩn thận nhé. Nào đặt tính với thầy nào, chúng ta trừ trước 42.600 trừ 21.800. 0 trừ 0 bằng 0 viết 0, 0 trừ 0 bằng 0 viết 0. 6 không trừ được 8, ta lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 2 trừ 1 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. 4 trừ 2 bằng 2, viết 2. Như vậy ta được kết quả là 20.800. Ta sẽ điền vào đây 20.800, sau đó cộng với 35.700. Chúng ta lại đặt tính tiếp nhé. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 0 thêm 1 bằng 1, 1 cộng 5 bằng 6, viết 6. 2 cộng 3 bằng 5, viết 5. Như vậy ta được kết quả là 56.500. Và cũng là kết quả cuối cùng của biểu thức này. Chúng ta cùng chuyển sang biểu thức bên này nào. Có phép tính cộng và phép tính nhân thì các em phải ưu tiên thực hiện phép tính nhân trước nhé. Tức là ta sẽ viết lại là 25.604 cộng với kết quả của phép nhân này. Chúng ta đã tính rồi, chúng ta nhân nhé. 4 x 2 bằng 8, viết 8 này. 4 x 9 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 4 x 0 bằng 0 thêm 3 bằng 3, viết 3. 4 x 2 bằng 8, viết 8. Như vậy ta được 8.368. Và bây giờ chúng ta mới cộng tiếp này. Cộng nhé. 25.604 cộng 8.368. Các em nhớ là đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau. 4 cộng 8 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 0 thêm 1 bằng 1. 1 cộng 6 bằng 7, viết 7. 6 cộng 3 bằng 9, viết 9. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. Như vậy ta được kết quả là 33.972. Biểu thức cuối cùng có phép tính trừ và phép tính chia thì các em phải ưu tiên thực hiện phép tính chia trước. Ta viết lại là 10.892 trừ đi kết quả phép tính chia này nào. 9.075 chia 5. Cùng chia rút gọn với thầy nhé. Chia lần lượt từ trái sang phải nào. 9 chia 5 được 1, viết 1. 1 x 5 bằng 5, 9 chia 5 bằng 4. Hạ 0 xuống ta được số 40. 40 chia 5 thì được 8. Viết 8. 8 x 5 bằng 40, 40 chia 40 bằng 0. Hạ 7 xuống. 7 chia 5 được 1, viết 1. 1 x 5 bằng 5. 7 chia 5 bằng 2. Hạ 5 xuống ta được số 25. 25 chia 5 thì được 5. Viết 5. 5 chia 5 bằng 25. 25 chia 25 bằng 0. Như vậy chia thì ta sẽ được kết quả là 1.815. Và sau đó mình mới đặt tính trừ này. 10.892 trừ 1.815. Các em nhớ đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau nhé. Đặt tính trừ đó.
2 không trừ được 5, ta lấy 12 trừ 5 bằng 7. Viết 7, nhớ 1. 9 trừ 1 bằng 8. 8 trừ 1 bằng 7, viết 7. 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. 0 không trừ được 1, ta lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9. Xong rồi. Như vậy ta được kết quả là 9077. Vậy là chúng ta đã xong bài tự luận 4 rồi các em nhé. Chúng ta cùng đến với bài tự luận 5, đề bài như sau. Hôm qua gia đình Mai thu hoạch được 12.400 kg nhãn. Hôm nay thu hoạch được ít hơn hôm qua 800 kg. Hỏi cả hai ngày gia đình Mai thu hoạch được bao nhiêu kg nhãn? Đề bài đang hỏi chúng ta là cả hai ngày, thì nhiệm vụ của chúng mình là phải tìm xem là ngày hôm qua là bao nhiêu, đúng không? Và ngày hôm nay là bao nhiêu? Sau đó mình làm gì? À, sau đó mình sẽ cộng ngày hôm qua với lại ngày hôm nay thì mình sẽ ra được là cả hai ngày. Em đã hiểu ý tưởng chưa nào? Thế vậy thì ngày hôm qua đề bài đã cho chúng ta biết rồi, đã biết là 12.400 của ngày hôm qua, đúng không? 12.400 kg. Thế ngày hôm nay chưa có biết nhá. Ngày hôm nay thu hoạch được ít hơn hôm qua. À, chúng ta sẽ vẽ sơ đồ đoạn thẳng ra các em. Vẽ sơ đồ đoạn thẳng ra để biết hơn nhá, rõ hơn. Hôm qua thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng. Đoạn thẳng này thể hiện cho 12.400 kg nhãn. Tiếp đến này, hôm nay thu hoạch được ít hơn hôm qua. À, như vậy thì sau khi chúng ta gióng thẳng xuống điểm đầu thẳng nhau thì chúng ta sẽ vẽ hôm nay sẽ là đoạn thẳng ngắn hơn nhé, đến đây chẳng hạn. Và chúng ta dùng thước ta gióng thẳng lên thì mình sẽ nhìn ra được là hôm nay ít hơn một cái lượng này, đúng không? Là 800 kg. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm được hôm nay không? Ta sẽ lấy hôm qua trừ đi 800 kg, đúng không? Vậy chúng ta sẽ trình bày lời văn như sau. Mình sẽ nói là số nhãn hôm nay gia đình Mai thu hoạch được là... Thầy đọc lại lời văn nhé. Số nhãn hôm nay gia đình Mai thu hoạch được là... Thì theo như sơ đồ ấy thì chúng ta sẽ lấy của ngày hôm qua trừ đi 800 kg, tức là 12.400 trừ đi 800. Chúng ta đặt tính trừ ra nháp nào. 0 trừ 0 bằng 0, viết 0. 0 trừ 0 bằng 0, viết 0. 4 không trừ được 8, ta lấy 14 trừ 8 thì bằng 6, viết 6, nhớ 1. 2 trừ đi 1 bằng 1, viết 1. 1 hạ 1, viết 1. Ta được kết quả là 11.600 và đơn vị là kg. Hôm qua thì biết rồi và hôm nay là 11.600 kg. Thế vậy thì cả hai ngày ta sẽ cộng lại, đúng không kia? Đó, chúng ta cộng lại nhé. Mình sẽ có lời văn tiếp theo là số nhãn cả hai ngày gia đình Mai thu hoạch được là... Ta sẽ lấy của ngày hôm qua cộng với ngày hôm nay. Ngày hôm qua là 12.400 kg, cộng với ngày hôm nay là 11.600 kg. Chúng ta đặt tính nhé. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 0 cộng 0 bằng 0, viết 0. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 1 bằng 4, viết 4. 1 cộng 1 bằng 2, viết 2. Như vậy ta được kết quả là bằng 24.000. Đơn vị là kg. Và đáp số chúng ta sẽ ghi đầy đủ là 24.000 kg nhãn. Chúng ta đã xong bài tự luận 5 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 6. Đề bài như sau. Cô Hà nhập về cửa hàng 8 chai, mỗi chai đựng 1.500 ml mật ong. Sau vài ngày bán, cô Hà kiểm tra thì thấy chỉ còn lại 1 lít mật ong trong cửa hàng. Hỏi cô Hà đã bán được bao nhiêu ml mật ong? À, ở trong bài này thì chúng ta phải thống nhất đơn vị đo nhé. Đề bài đang hỏi chúng ta là ml. Có các con số là 1.500 ml này. Ở đây 1 lít thì ngay lập tức chúng ta đổi luôn cho thầy đi, đổi luôn thành ml nhé. Chúng ta sẽ ghi là đổi 1 lít này bằng 1.000 ml. Tiếp theo, để biết là cô Hà
đã bán được bao nhiêu ml mật ong thì chúng ta sẽ tư duy như sau cho thầy nhé. Chúng ta biết lượng còn lại rồi. Còn lại thì đã biết rồi đúng không các em? Còn lại thì bao nhiêu nhỉ? Còn lại là 1000 ml mật ong. Đúng không? Thế bây giờ đã bán chưa biết đúng không? Đã bán là chưa có biết. Thế các em biết rằng là đã bán cộng với còn lại chính là cái gì nhỉ? À, nó sẽ chính là cái lượng ban đầu. Lượng đã bán cộng lượng còn lại chính là lượng ban đầu, đúng không nào? Lượng ban đầu biết chưa nào? Vậy thì bước 1 chúng ta phải đi tính lượng ban đầu. Đó, bước 1 tính lượng ban đầu. Sau đó bước 2 thì chúng ta sẽ tính lượng đã bán, đúng không nào? Nào bây giờ chúng ta sẽ có lời văn như sau. Số mật ong cô Hà nhập về cửa hàng là. Ở đây cô đã nhập về 8 chai, mỗi chai đựng 1500 ml mật ong. Mỗi chai đựng 1500 ml, như vậy 8 chai ta sẽ nhân với 8 lần như vậy lên. Em hiểu chưa nào? Chúng ta đã tính nhân ra nhá. 1500 nhân 8, 8 nhân 0 bằng 0 viết 0, 8 nhân 0 bằng 0 viết 0, 8 nhân 5 bằng 40 viết 0 nhớ 4, 8 nhân bằng 8 thêm 4 là 12. Như vậy ta được kết quả là 12.000. Đơn vị là ml. Như vậy là chúng ta đã có lượng ban đầu là 12.000 ml rồi các em ạ. Đó. Và lượng đã bán là thế nào bây giờ? Lượng đã bán cộng với lượng còn lại các em nhé, thì sẽ ra lượng ban đầu, đúng chưa? Mình tư duy như vậy chưa? Đã bán cộng còn lại thì chính là cái ban đầu nhé. Thế vậy thì cái lượng đã bán ở đây sẽ đóng vai trò là số hạng chưa biết đúng không nào? Số hạng này cộng số hạng ra tổng đúng không nào? Số hạng chưa biết sẽ bằng tổng trừ đi số hạng đã biết, đúng chưa các em? Thì ta sẽ ra bước 2 này. Mình có lời văn là số mật ong cô Hà đã bán được là, ta lấy ban đầu cô đã nhập về là 12.000 ml trừ đi lượng còn lại là 1.000 ml. Ta nhẩm nhé, 12.000 trừ 1.000 sẽ bằng 11.000 đúng không? Đơn vị là ml. Xong. Như vậy chúng ta sẽ ghi đáp số 14.000 ml mật ong. Chúng ta cùng với thầy đến với bài tự luận 7 các em nhé. Đề bài như sau. Chị An đặt mua của bác Tâm một số lượng lớn cà phê. Hôm qua, chị An có đến nhà bác lấy 65.000 kg cà phê. Hôm nay, bác Tâm thuê 3 chiếc xe tải chở số cà phê còn lại giao cho chị An. Mỗi xe chở 3.000 kg cà phê. Hỏi chị An đặt mua của bác Tâm bao nhiêu kg cà phê? À, xem nào. Chúng ta thấy rằng là chị An lấy cà phê của bác Tâm tại thời điểm là ngày hôm qua và ngày hôm nay đúng không? Ngày hôm qua thì chị có đến nhà lấy 65.000 kg này. Thế còn ngày hôm nay thì bác Tâm đã thuê xe tải để chở đến cho chị An đúng không? Thế ngày hôm nay 3 xe, mỗi xe chở 3.000 kg cà phê. Thì chúng ta sẽ phải tính cho thầy là của ngày hôm nay là bao nhiêu? Đúng không? Để làm gì? Để chúng ta có tổng cả hai ngày này sẽ bằng ngày hôm qua cộng với ngày hôm nay. Đó, tổng hai ngày chúng ta chưa biết đúng không? Ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng là chị đã đến lấy 65.000 kg rồi. Thế ngày hôm nay chúng ta chưa có biết nhá. Vậy thì bước 1 là chúng ta phải tính ngày hôm nay, đúng không? Sau đó bước 2 thì chúng ta sẽ tính được tổng hai ngày. Chúng ta cùng thực hiện nào. Đầu tiên mình sẽ tính của ngày hôm nay nhé. Mình sẽ nói là số cà phê bác Tâm giao cho chị An ngày hôm nay là, đúng không? Bác thuê 3 chiếc xe tải, mỗi xe chở 3.000 kg. Như vậy thì 3 xe ta sẽ lấy 3.000 này, chúng ta nhân 3 lần lên. Em nhầm được đúng không? 3.000 nhân 3 sẽ là 9.000. Đơn vị là kg. Nào chúng ta cùng xem phần ý tưởng của thầy nhé. Như vậy là ngày hôm qua mình có này, ngày hôm nay mình cũng đã tính được là bằng mấy nhỉ? À là 9.000 rồi đúng không? Vậy thì tổng 2 ngày sẽ bằng 65.000 cộng với lại 9.000. Em đã hiểu chưa?
Chúng ta sẽ có lời văn tiếp theo là gì? Số cà phê chị An đã đặt mua của bác Tâm là? Tức là mình sẽ hiểu là tổng của cả hai ngày nhé. Của ngày hôm qua là chị đã đến lấy là 65.000 kg này, cộng với ngày hôm nay bác giao đến cho chị là 9.000 kg nữa này. Ta nhẩm nhé, 65.000 cộng 9.000, ta lấy 65 cộng 9 là bằng 74. Như vậy 65.000 cộng 9.000 sẽ là 74.000. Đơn vị là kg. Đáp số 74.000 kg cà phê. Như vậy thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 7, cũng là bài cuối cùng của bài tập tuần số 28 rồi các em ạ. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.